Nhiều năm về trước, nhắc tới Tạ Đình Phong người ta sẽ nghĩ ngay tới cái tên gã trai hư vong công. Kể từ khi bước chân vào showbiz, với sự hậu thuẫn vững chắc từ ông bố ruột là tài tử Tạ Hiền, mẹ là hoa hậu vong công Địch Ba Lạc, Tạ Đình Phong được xem là thiếu gia ngậm thìa vàng. Trong khi nhiều nghệ sĩ chật vật khiến khán giả nhớ tên thì Tạ Đình Phong chỉ dễ chơi nói là tôi là Tạ Đình Phong, đàn ông Tạ Hiền và Địch Ba Lạc. Từ nhỏ, cuộc sống của Tạ Đình Phong đã phủ đầy dung lụa và sự hào nhoáng của giới nghệ sĩ. Có lẽ vì vậy, khi lớn lên Tạ Đình Phong có phần ngỗ nghịch hơn bạn bè cùng trang lứa. Lớn lên, Tạ Đình Phong quyết định thoát khỏi cái bóng quá lớn của ông bố nổi tiếng, khăn gói sang trọng Nhật để tự mình kiếm sống. Tất nhiên, ban sơ ý muốn này xuất phát từ mong muốn chứng tỏ mình, khẳng định với Tạ Hiền rằng anh có thể sống tốt khi không có ông bố bà mẹ nổi tiếng. Nói vậy không có nghĩa Tạ Đình Phong bất tài. Gã trai hư sở hữu tất cả điều kiện để nổi tiếng, giọng hát nội lực, ngoại hình bảnh bao đủ làm các cô gái say đắm. Dù đoạn đường lên sao hạng A của Tạ Đình Phong có vô vàn may mắn thì đó cũng là thành quả của sự cố gắng không xong nghỉ. Cuộc đời quẩn quanh bởi hai người thiếu nữ mang tên Trương Bá Chi Dương Phi. Năm 19 tuổi, Tạ Đình Phong bắt gặp Dương Phi. Gã năm nhi hư võng của vong công khi ấy nhanh lẹ rơi vào lưới tình của đàn chị hơn tuổi. Vẻ thiếu nữ nữ tính, sự cá tính của Dương Phi khiến Tạ Đình Phong như rơi đắm vào tình yêu. Một Dương Phi từng đi qua một đời chồng, một Dương Phi gai góc đã trở thành 500 trái dấu khiến Tạ Đình Phong không thể rời đi. Và mối quan hệ của Dương Phi Tạ Đình Phong chính thức được công khai tại buổi mừng tượng quà liên quan phim Can Nét của diễn viên Lương Triều. Hình ảnh cả hai tóm chặt tay nhau giữa rừng ánh đèn lát của truyền thông thay cho lời tuyên bố, chúng tôi đang ở bên nhau. Tạ Đình Phong và Dương Phi vẫn tóm chặt tay nhau băng qua mọi chỉ trích và thử thách. Ấy thế nhưng, sóng gió cuộc đời lại chẳng bằng sự đổi thay của lòng người. Đến đầu năm 2002, có thêm một người thiếu nữ hình thành trong cuộc tình của cả hai người đó là Trương Bá Chi. Tháng 1 năm 2002, Bá Chi bắt gặp tai vạ trong một chương trình ca nhạc, Tạ Đình Phong bị tóm bắt gặp vào bệnh viện chú tâm cho cô. Dương Phi mệt nhoài với sự săn đón của truyền thông, Tạ Đình Phong thì chán nản trước sự thiếu tình yêu của người tình. Cả hai chia tay nhau và tìm đến người mới. Khi Dương Phi ấn em bên Lý Ái Bằng, Tạ Đình Phong tóm tay Trương Bá Chi. Năm 2005, Dương Phi và Lý Ái Bằng chính thức nên duyên phi tần chồng và con gái Lý Yên trở thành kết tinh xinh tươi cho tình yêu của họ. Sau đó một năm, Tạ Đình Phong cũng quyết định cầu hôn Trương Bá Chi và sau đó Nam Nhi Lucas chào đời. Năm 2008, sóng gió bắt đầu ùa tới gia đình Tạ Đình Phong Trương Bá Chi. Thời điểm ấy, truyền thông vong công sóng gió với can đăng hành nóng của Trần Quán Ly và các người đẹp nhiều người biết đến hồng, trong đó có Trương Bá Chi. Khi ấy, nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân của cả hai sẽ nhanh lẹ tan dở nhưng trái lại Tạ Đình Phong luôn biểu thị tình yêu cao thượng với Phi Tần. Sau can đăng, Trương Bá Chi còn hạ sinh cho Tạ Đình Phong thêm một cậu năm nhi nữa. Nhưng rồi, một Trương Bá Chi sinh cho Tạ Đình Phong hai cậu năm nhi cũng không thể nào giữ chân gã trai hư. Năm 2011, cả hai chính thức ly hôn. Sau đó 2 năm, Dương Phi và Lý Ái Bằng cũng đường ai nấy đi. Sau đó ít lâu, người ta thấy Dương Phi và Tạ Đình Phong bên cạnh nhau. Cũng từ đó, Tạ Đình Phong khoác lên mình tấm áo gã năm nhi si tình, vì tình yêu mà bỏ cả gia đình con cái. Hóa ra, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tạ Đình Phong dài lâu là ông bố thất bại. Trong mắt nhiều người, Tạ Đình Phong có thể mãi là người tình lý tưởng khi bất chấp tất cả thị phi để cả đời theo đuổi một cô gái. Ngày Tạ Đình Phong công khai tình yêu với Dương Phi, nhiều người trầm trồ ngỡ ngàng vì cho rằng trên thế gian này chẳng mấy ai si tình chàng thiếu gia nhà họ Tạ. Trong một bài phỏng vấn, Tạ Đình Phong từng chia sẻ, tôi vẫn muốn là người như trước, vẫn tin vào những câu chuyện tình đẹp như cổ tích. Kẻ là thích ngôn tình thì nói rằng chuyện tình Tạ Đình Phong Dương Phi là minh chứng cho câu nói đi một vòng quả rồi lại về với nhau. Người ta gọi tình yêu của Tạ Đình Phong và Dương Phi là những người yêu nhau sẽ về với nhau. Thậm chí, nhiều kẻ la mạo hiểm còn khen Tạ Đình Phong là người dám sống, dám yêu hết mình với bạn dạng năng của mình. Trong một buổi phỏng vấn, Tạ Đình Phong thẳng thắn thừa nhận Dương Phi là tình yêu lớn nhất đời anh. Trên đời này, người tôi yêu nhất là Dương Phi. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng vọng đối với Dương Phi vì khiến Tạ Đình Phong yêu cả một đời không quên.
xét về lý Tạ Đình Phong không sai khi yêu Dương Phi. Trong suốt quá trình làm chồng Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong cũng không phản bội Phi Tần để chạy theo tình cũ. Chỉ khi cả hai ly hôn rồi Tạ Đình Phong mới quay lại với Dương Phi. Xét theo góc độ pháp luật, Tạ Đình Phong hoàn toàn đúng trong mối quan hệ với Dương Phi cũng như cuộc hôn nhân với Trương Bá Chi. Nhưng Tạ Đình Phong có thể là nhân tình lý tưởng của Dương Phi nhưng dài lâu anh là một người thân phụ thất bại trong mắt Nam Nhi mình. Mới đây, truyền thông Hồng Kông đưa tin Tạ Chấn Hiên Lucas, Nam Nhi đầu của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong trả lời báo chí về mối quan hệ với bố. Cậu nhỏ nhắn Tạ Chấn Hiên chia sẻ, cháu và em trai rất hiếm khi bắt gặp được thân phụ. Cháu bị ốm, em trai phát sốt, thân phụ đều mắc công việc, chỉ có mẹ là ở bên cạnh chúng cháu. Cháu không hối hận khi thân phụ mẹ chia tay bởi thân phụ không xứng với mẹ. Chẳng biết thật hư của câu trả lời này thế nào nhưng nghe nói Tạ Đình Phong đã phát điên khi nghe được câu trả lời của cậu cả. Tất nhiên, mối quan hệ của Tạ Đình Phong với Nam Nhi thế nào chắc hẳn chỉ có người trong cuộc mới biết được. Nhưng chỉ biết rằng từ rất lâu rồi chưa từng thấy Tạ Đình Phong hình thành bên các con của mình còn hình ảnh Trương Bá Chi tất bật, chạy ngược chạy xuôi vì con lại khiến nhiều người xót xa. Khi báo chí đưa tin Trương Bá Chi tất tả chạy tới bệnh viện chăm con ốm hay đưa con đi học, đi chơi thì cùng lúc đó lại là thông tin Tạ Đình Phong hẹn hò Dương Phi. Suy cho cùng, Tạ Đình Phong có lẫy lừng đến thế nào đi nữa, có là người Nam Nhi si tình ra sao, có sự nghiệp hoàn tráng thế nào thì anh vẫn là một ông bố thất bại.